Hoa Thép Việt xin chào các bạn. Hôm nay tôi quay một cái ban công đã hàn sẵn rồi các bạn nhé. Do ở gần quá nên người ta có nhờ mình làm chứ mình cũng không thích thi công lắm. Mình chỉ chuyên cấp phôi thôi. Nhưng mà nhà kế bên đây là mình cũng không chuyển được cho đối tác nào bên cạnh thi công cả nên là mình nhận làm người ta. Đây là ban công dài 1m7 các bạn nhé, 1m7 hai bên cạnh gà đó, cao cái này là 70 phân các bạn, người ta yêu cầu làm 70 phân tại vì người ta xây tường lên cũng khá cao. Hai bên cạnh gà như nhau. Được vậy. Được làm từ sắt hộp 16x16. 16x16. Cây tay vịn bằng hộp 36. Còn chỉ đây cái hộp 25 này, dài ly 4 mình cũng gắn chân đồng bộ cái này. Gắn gân tạo cái điểm nhấn các bạn nhé. Và mình đưa các bạn vào xem tiện đây mình giới thiệu cái chân bàn các bạn. Nhà mình toàn đồ mỹ nghệ không, đây cũng ghế mỹ nghệ luôn, đây cũng là ghế này, ghế sân vườn, ghế này thì ghế còn cà phê hoặc nhà hàng cũng được. Còn đây là một cái ban công chính. Ban công chính này dài tận 5m3 các bạn. Cũng làm bằng sắt 16x16. Tay vịn thì bằng hộp 36 dài ly 4. Chỉ sông thì làm bằng hộp 25x25. Cũng cán. Này mình hàn xong rồi sơn tĩnh điện. Chiều cao lọt lòng của bông lớn này ở đây có 48 các bạn nhé. Cái này là 9 phân rưỡi, sông là 9 phân rưỡi, cái khe hở đây là 5 phân, tổng của nó là cao 70 cm. Mình chỉ làm đơn giản chứ không có hoa hòe nhiều các bạn. Nhìn nó bình thường là rồi. Có hoa có lá. Trang trí cho nó đẹp mắt chút được rồi. Đây còn rất nhiều sắt các bạn nhé. Mình chuyên cấp phôi toàn quốc. Nên là rất là nhiều sắt các bạn. Rất ít hàn. Có người bên cạnh năn nỉ mình về thi công cho mình. Chuyên cấp phôi là chuyên cấp phôi thì không có thi công nhiều. Các bạn ở các khu vực thì mình có khách đặt thì mình toàn chuyển cho các bạn cả. Thì mình cũng không nhận. Vậy ok, chào các bạn nhé.